nếu không phải là một Phật tử, là một người thường trong cuộc sống, thì quý vị có nghĩ rằng ai người ta cũng biết cái đạo lý để có sống thì phải có gì, không nhất thiết phải là Phật tử nữa không? Người đời ai cũng biết điều đó. Hãy nói sống để làm gì? Câu trả lời đơn giản là sống để rồi chết. Ai cũng biết hết. Và ai mà khi mà buồn buồn á thì muốn gì? Muốn chết cho rồi. Hay quá. Nhưng mà thật sự mình có muốn chết không? Tại vì khi mình buồn mình muốn chết thôi. Vì khi mình buồn mình muốn chết. Có nhiều khi mình tức cũng muốn chết nữa. Mà nhiều khi mình no cũng no muốn chết nữa. No muốn chết. Giận muốn chết. Tức muốn chết. Mà đói quá cũng muốn chết. Muốn thôi, chứ ta hỏi chết sợ. Thế là chúng, mặc dù chúng ta hiểu cái đạo lý là người đời ai cũng chết, chết là mục tiêu cuộc đời, đúng y lời Phật dạy, nhưng mà đã là con người thì chúng ta ham sống hơn là ham chết. Chẳng qua khi chúng ta buồn khổ chúng ta muốn chết thôi. Và thậm chí khi chúng ta bệnh, mà nếu mà chúng ta chữa được chúng ta cũng phải cố gắng. Thưa, cái đó đúng thôi. Tại vì Phật dạy cho chúng ta là được thân người quý. Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật nói con rùa mù 100 năm từ ở dưới lòng biển trồi lên mặt nước, và may thay lúc đó con rùa lại vớ được cái bọng cây. Được thân người nó còn hiếm hoi hơn là con rùa mù 100 năm trồi lên. Nhưng mà nếu chúng ta kiểm lại, bây giờ mình đã có thân rồi, và mình cũng đã từng sống rồi, mà bây giờ mình sống mấy chục năm rồi, rồi kiểm lại coi mình đã sống như thế nào, mình đã sống như thế nào trong mấy mươi năm qua, mà hình như cũng hơn trăm lần rồi chết rồi. Hở hở cái muốn chết thôi, phải không? Trong cuộc sống của mình, ở trong trong kinh đó, Đức Phật có dạy chúng ta là niệm Phật. Ở đây quý vị niệm Phật dữ lắm đó. Niệm Phật rồi niệm gì nữa? Niệm Pháp, niệm Tăng, niệm gì nữa? Niệm Giới, niệm Thiên, niệm gì nữa? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới, rồi niệm gì nữa? Niệm hưu tức. Niệm hưu tức tức là niệm cái chỗ tịch tịnh, quán tưởng nhớ nghĩ cái chỗ tịch tịnh để làm cho tâm mình an. Ngoài niệm hưu tức là niệm gì nữa? Niệm hơi thở. Tức là dù mình ngồi yên, A-di thở vào mà đào Phật thì thở ra. Tức là mình vừa dùng câu niệm Phật phối hợp với hơi thở của mình. Đặc biệt là quý vị nào sức khỏe không tốt thì mình niệm Phật hòa với hơi thở để điều chỉnh lại hơi thở. Và một khi hơi thở được điều chỉnh thì sức khỏe mình bắt đầu nó lắng xuống. Thí dụ mình đang lên cơn tim, lúc đó là đừng có niệm nhanh nữa, nó hấp tấp. Niệm theo cái hơi thở mà tim mình đang đập. Lúc nó hất lên cái thì mình A-di, mình xuống cái mình đà Phật. Niệm như vậy đó, mình niệm theo nó. Mà hễ mà cái nó ra thì cũng có A-di, mà lỡ mà nó không vô lại thì cũng A-di nước rồi. Mà lỡ mà nó hút vô trở lại mà nó không thở ra thì cũng có đà Phật đưa đi rồi. Niệm hô tức, niệm vô thường. Mười niệm mà. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm hô tức, niệm hơi thở, niệm vô thường. Và cuối cùng là niệm gì? Niệm tử, tức là niệm chết. Nghe niệm chết sợ. Nhưng mà mình dẫu biết rằng ai cũng chết, nhưng mà mình chưa hình như mình niệm chính cái kia thì có chút chút, mà niệm chết cảm giác. Hôm nay mình học coi Phật dạy mình niệm chết niệm sao. Và trước hết mình nói chết là gì? À, chết là tắt thở.
bình thường mình có chết không? Trong cuộc sống hàng ngày mình có chết không? Có. Cái tư tưởng của mình vừa khởi là qua vô thường mà. Cho nên cái tư tưởng, cái suy nghĩ của mình nó không có dừng. Đến một cái sự chuyển biến không dừng, tiếp tục luân chuyển cho đến một lúc nào nó dừng lại thì kêu là chết. Chứ không phải là mình không từng chết đó. Thí dụ như trong cơ thể mình tế bào mỗi ngày, có tế bào chết không? Có. Rồi cái tế bào nó chết, nó mới tạo ra những cái tế bào sống khác. Rồi mỗi ngày hơi thở của mình. Cho nên nếu mà nói cho kỹ, quán cho sâu, thì chúng ta chết trong từng giây phút của cuộc sống, chứ không phải là mình không có chết. Cái chết mà khi là mình tắt thở mình chết đó, cái chết đó là nhất kỳ sanh tử. Một lần đời người rồi ai cũng sẽ tới. Nhưng mà có một cái chết gọi là bất tư nghì biến dịch sanh tử, có nghĩa là mình chết qua từng giây từng phút. Cái niệm này vừa khởi liền thành quá khứ, niệm kia liền trở thành quá khứ. Cho nên mỗi ngày cái tư tưởng mình nó cứ sống chết, nhưng mà mình đâu có biết. Mình đâu có biết. Mình cứ nghĩ là khi nào nhắm mắt tắt thở nó chưa chết. Nhưng mà thật sự ra cái đạo lý vô thường cho chúng ta thấy rằng chúng ta thay đổi liên tục. Và trong kinh có dạy chúng ta rằng chết là gì? Nó thay đổi như vậy. Rồi tại sao mình chết? Một là nghiệp hết. Một là nghiệp hết. Hai là sắc thân của mình suy đồi. Ba là cả hai, sắc thân và nghiệp cùng một lúc chấm dứt. Bốn là gì? Là do cái tác động ở bên ngoài. Bây giờ không còn ví dụ. Một cái đèn khi nó tắt, một là do hết dầu, hai là do tim cạn, ba là cùng một lúc dầu cạn mà tim hết, bốn là gió gì? Bên ngoài là gió. Vậy thì quý vị kiểm lại coi có phải thân mình một là hết nghiệp mới chết được không? Hai là phải sao? Phải già, nua, bệnh tật rồi mới chết. Và cái thứ ba là hai cái đó nó cùng lúc nó tới, nghiệp hết mà phối hợp với bệnh tật nữa, cho nên đi dễ. Cái thứ tư là do tác động bên ngoài. Thí dụ như sao? Nghiệp hết, thất thân thì không có suy đồi, nhưng mà cái tác động bên ngoài là tai nạn xe cộ. Giống như đang đứng trước có cái gì nó rớt xuống trúng ngay mình, bể đầu chết cũng có. Vì vậy cho nên trong kinh Đức Phật nói chết có bốn nguyên do. Nhưng mà cái nguyên do chính yếu là gì? Là nghiệp. Cái nguyên do chính yếu là nghiệp. Bởi vì cái đời sống hiện tại của chúng ta đây á, chúng ta đến đây bằng nghiệp, chứ đâu phải bằng cái bình thường. Mình không có nghiệp thì đâu phải ở cõi này. Bởi vì mỗi cái thế giới, mỗi quốc độ nó có cái hình thành bằng cái gì đó. Thí dụ như mình ở đây, con người mình, cõi đời này, con người này có mặt ở đây là do nghiệp. Còn ví dụ như cõi trời, có mặt ở cõi trời là do cái gì? Do phước. Người còn nghiệp đâu có gì cõi trời được. Người còn nghiệp đâu về cực lạc được. Phước đức mới đầy đủ như vậy. Cho nên trong kinh Di Đà nói sao? Xá lợi Phất, bất khả dĩ hiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh diệu quá. Thầy Xá Lợi Phất ơi, đừng có nghĩ rằng có một chút ít phước đức nhân duyên mà có thể sanh về cực lạc nữa. Rõ ràng cõi cực lạc phải đầy đủ phước. Còn cái cõi này á, mình ở đây cũng do nghiệp, mà mai mốt mình hết đi, mình đi cũng do nghiệp. Nghiệp còn thì ở lại, nghiệp hết thì đi. Mà nếu quán vậy rồi thì quán như vậy mà lúc đi mình có sợ nữa không? Đó, tại vì nghiệp hết thì đi. Ở bên hồi nhỏ Pháp Hòa đi tụng kinh đám tang cho người ta. Pháp Hòa bắt đầu đi tụng đám tang cho Phật tử từ hồi Pháp Hòa 7 tuổi. Và trong đó có một cái bài kệ vô thường mà Pháp Hòa nhớ: muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệu, sanh tử như thủy triều.
đợt sóng này nó nhồi lên thì nó sẽ cứ như vậy mà nó nhồi tới. Quý vị thấy một ngày bao nhiêu cái chết mà bao nhiêu sự có mặt. Sanh tử như thủy triều, diệt tận chân phúc hiện. Nếu mà mình đi trong cái sự tĩnh lặng đó là hạnh phúc chân thật. Diệt tận chân phúc hiện, cái gì bền biết không? Thác bền, sống không bền. Cũng giống như mình nói đời là vô thường, thì người ta sẽ đặt một câu hỏi, thế thì cái gì thường? Cái gì thường? Vô thường là thường, không có gì thường hết, chỉ có cái thay đổi là nó sẽ thường có mặt. Người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời đúng y lời Phật dạy. Kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn. Sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại. Nhìn xem thể phách hoại, xác như gỗ mục hư, tánh thanh tịnh chân như niết bàn vô sanh diệt. Hồi nhỏ đi đám nó thỉnh thoảng mà không có tụng chú quán sanh, thay vì mình tụng Nam Mô A Di Đà Phật và Dạ Tha Dạ Đa Địa Dạ Tha Di Đô và Tỳ, thì ta tụng cái bài kệ đó. Nó có cái nghĩa bằng tiếng Việt, rồi cho người nhà người ta nghe, những người đến dự đám tang người ta nghe, người ta nhận ra thác bền sống không bền, người đời ai cũng chết. Cho nên đó, nếu mình nhìn cho kỹ thì trong cuộc sống mình mỗi ngày mình chết theo cái tích tắc, cái sát na, chứ không phải là mình đợi tới khi nào mình nhắm mắt mình tắt thở mình chết đâu. Cái đó là nhất kỳ sẽ có ngày, nhưng mà mình có một cái biến đổi thường xuyên từ cái ý tưởng ngay cả thân xác này. Năm trước gặp, năm nay gặp khác. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, cho đến 24 giờ cái thành ngày. Hết 30 ngày là một tháng, hết 12 tháng là một năm. Rồi cứ như vậy thôi, mình cứ đi dần tới cái đó. Cho nên có một vị thiền sư ngày đó nói, chết phôi pha từ lúc mới sanh ra, nào có phải đến nấm mồ rồi mới chết. Mình vừa sanh ra là mình đã chết rồi. Cũng giống như một chiếc xe bus, khi nó rời cái trạm 1, mình có ý tưởng là nó đang đi tới trạm 2. Nhưng mà nếu mình nhìn kỹ thì nó rời trạm 1 cũng có nghĩa là nó đang trên đường, nó trở về trạm 1. Tại vì nó đi 5 trạm thôi, hết 5 trạm mình mới trở về. Cho nên nó vừa tắt trạm 1 như cái mình suy nghĩ, nhưng mà thật sự trên thực tế nó đã rời trạm 1 và nó sẽ đang đi về lại cái. Phật dạy chúng ta niệm chết là niệm phải. Niệm chết có nghĩa là mình niệm rằng trong cuộc sống của chúng ta chết là gì? Là khi thân thể này kiệt quệ không còn đủ sức sống thì sẽ chết. Khi nghiệp lực mình hết, mình sẽ chết. Hoặc là nghiệp tới tuy xác thân chưa, thí dụ như bây giờ có thể giàu còn, tiên còn, nhưng mà tác động bên ngoài một ngọn gió mạnh thì ngọn đèn cũng có thể tắt được. Thế thì Pháp Hòa hay quán cái chết với ngày mai, không biết cái nào tới trước. Mình nghĩ đó, ví dụ mình nói ngày mai, nhưng mà biết mình có được tới ngày mai không? Cách đây mấy tuần Pháp Hòa đi hộ niệm cho một chú Phật tử, chú bị ung thư, thì đang trong thời gian điều trị, nhưng mà đùng một cái thì cái phổi chú không có làm việc, cho nên nước nó ngập ở trong lá phổi. Thì bác sĩ nói ngày mai sáng bác sĩ sẽ chữa cái đó cho chú, tức là rút nước ra cho chú khỏe, chú thở. Đêm đó khoảng 4 giờ sáng chú bước xuống giường, chú đi tiểu, chú té, nước nó ngập lên ngẹt chân. 4 giờ sáng gia đình gọi Pháp Hòa, Pháp Hòa chạy lên tụng kinh cho chú. Chú bệnh ung thư, chú đâu mất vì bệnh ung thư, mà chú mất vì cái side effects, cái bệnh phụ là nước ngập phổi. Ngày mai sáng, nghĩa là 4 giờ sáng rồi thì chỉ còn có 4 tiếng đồng hồ nữa thôi là bác sĩ sẽ đi vào làm việc và chữa cho chú. Từ đó cái câu mà cái chết với ngày mai
hơn đứa cái nào tới trước. Và chúng ta niệm như vậy để làm gì? Để chúng ta thấy rằng một là mình giảm đi sợ hãi, hai là mình chuẩn bị, mình chuẩn bị cho mình. Có một bài kinh, một hôm các thầy đang ngồi, Đức Phật gọi các thầy, Đức Phật nói như thế này: một thời Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, được tu tập làm cho, này các tỳ kheo, niệm chết, này các tỳ kheo, được tu tập được làm cho sung mãn thời quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử. Tu tập niệm chết như thế nào để đưa đến quả lớn, lợi ích lớn? Phật dạy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thế, niệm Thiên, niệm Vô Tức, niệm Vô Thường, niệm Hơi Thở, thì Phật dạy cái niệm thứ 10 là niệm chết. Niệm như thế nào, niệm chết như thế nào để tăng trưởng lợi ích, có quả lớn, có gọi là quả lớn. Này các tỳ kheo, quán như thế này: khi ngày vừa tàn, đêm vừa đến, suy tư như sau: các nhân duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiều. Con rắn, con bò cạp hay con rít có thể cắn ta, ta có thể mạng chung, hay là ta có thể vấp ngã và té xuống. Thức ăn có thể làm cho ta mắc bệnh, làm cho ta có thể mạng chung, như vậy sẽ là chướng ngại. Quý vị thấy Đức Phật dạy mình niệm không? Khi đêm vừa tàn, giống như giờ này, đêm tàn, ban ngày ban đêm, ngày vừa tàn, đêm vừa đến, và chúng ta quán rằng các nhân duyên có thể đưa đến cái chết: con rắn cắn, con bò cạp cắn, con rít nó cắn, ta có thể chết, hoặc là ta có thể té ngã chết. Pháp Hòa đi nhiều đám tang chết ngộ lắm. Có cái em nó hai mấy tuổi, lái xe motorcycle, nó đi nó trụng cái lỗ ổ gà đó, trụng xuống thì cái xe nó trụng, nó văng lên, thì em này nó té, nó nhảy xuống, thì nó cái đầu nó slide, nó chùi vô cái hàng rào. Thì cái hàng rào công viên đó là nó off cái floor, nó cắt cái mặt đất vậy nè, thì cái đầu nó chui vô đó, thì cái miếng gai của cái hàng rào nhỏ đâm ngay cổ. Nhưng mà tại vì lúc đó là 1-2 giờ khuya, đâu ai đi con đường đó, cho nên máu ra suốt đêm chết, tới sáng ta phát giác nhận. Rồi một người khác đi motorcycle xuống cái dốc, xuống nhanh quá, văng cái người ra, đập đầu vô cái cột đèn, văng trở ra chết lại. Đó, thì quý vị thấy rằng khi mà ngày vừa hết, ngày vừa tàn, đêm vừa đến, thì cái nhân duyên đưa tới cái chết của mình nó như vậy. Giống như bây giờ là Pháp Hòa bị tim, bác sĩ họ thử ra thì họ mới nói là average, trung bình, trong một đêm ngủ tim Pháp Hòa ngưng đập 15 lần. Trong một đêm ngủ trung bình là tim ngừng đập 15 lần. Thầy có thể chết bất cứ lúc nào trong giấc ngủ. Còn nếu không chết thì có thể thầy sáng ngủ dậy thì bước xuống giường bị sốt. Thì thưa đại chúng, quán niệm như vậy, nó rõ là như vậy. Bây giờ mình không muốn cũng đâu được, tại vì cái thân này mình xài nó đã đến lúc nhớ sang gì bắt đầu nó khỏe hơn. Chiếc xe mình mua mình xài, dù là xe Nhật, xe Diễn Quyết, nhưng mà bắt đầu cứ 2-3 ngàn cây là phải đi xa nhớ. Rồi mỗi mùa đông ở bên Canada là mùa đông là phải đi thương nắp, mùa hè đi thương nắp, mùa đông phải thay bánh xe để lái mùa đông trên tuyết, rồi đến mùa hè phải thay 4 cái bánh khác. Rồi ở bên xứ lạnh đó là người ta đường trơn, người ta phải rải muối, mà khi muối nó văng lên xe mình thì cái xe mình nó mau rỉ. Sống ở quốc độ nào nó có những cái hoàn cảnh thì xe mình nó mau rỉ. Cũng như thế, thí dụ một người làm ca đêm, thức khuya nhiều, phổi nó mau nám, gan nó nóng, mà gan nóng phổi nám thì cái cơ hội sanh bệnh nó nhiều hơn là cái người làm ca ngày. Bởi vì cái đó là công việc của mình. Quý vị nhớ, hãy xe mình
không dùng thì nó cũng chết máy, mà có dùng mà dùng over thì nó cũng cháy máy. Có phải không? Cũng như thế. Cho nên đó, mình tu tập ngoài niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, mình nghĩ rằng mình niệm Phật để trị cái tham sân si phiền não gì đó, nhưng mà thưa đại chúng, niệm chết cũng tốt lắm. Tại vì niệm như vậy đó để cho chúng ta bớt đi những cái phiền não lặt vặt. Có nhiều người đó chết tới nơi rồi cũng còn sanh tật, có không? Nhưng niệm nó thỉnh thoảng được quá quá lắm đó, có không? Chết tới nơi cũng còn sanh tật, như rõ ràng là một tiếng chuông cảnh tỉnh rồi chứ gì. Nhưng mà nhiều khi mình nói chơi chơi vậy thôi, mình đâu có lấy câu đó để mình quán đâu. Bây giờ hãy lấy câu đó để mình quán. Có nhiều khi mình tự nói mình nha, có nhiều lúc mình cũng bực mình, sao tôi cái tật tôi giận quá. Cái đôi lúc mình cũng tự nói với mình, chết tới nơi con còn sanh tật giận hờn quá. Hồi nhỏ Pháp Hòa có hầu Hòa Thượng ở Cần Thơ, Hòa Thượng chùa Phật Học. Ở trên lầu á, ở trên cái gác ở phía sau tổ á, Hòa Thượng có một cái cổ quan tài, cái kim quan của Hòa Thượng á. Hòa Thượng không biết ai cúng dường mà thẳng để trên lầu. Trời ơi, mà mỗi lần Hòa Thượng sai á, Hòa lên thấy cổ Hòa sợ lắm. Bước lên không thấy gì trên, thấy nguyên quan tài nằm đó. Quý vị sợ không? Chỉ sợ quan tài, có nhiều người ta sợ thầy chùa dữ lắm. Tại người ta quyện niệm á, gặp ông thầy chùa là có đánh ma. Không biết ở đây quý vị có từng biết có một số người ta gặp thầy chùa là ta quay vô đó. Tại vì ta nghĩ thầy chùa chuyên môn đụng đánh ma. Cho nên họ gặp sáng ra mà họ chuẩn bị đi đánh bài mà gặp ông thầy là quay vô. Vậy mà bây giờ đó, người ta làm một cái cổ quan tài có cái nắp đem tặng cho nhau làm quà Tết. Nhưng mà thưa đại chúng, không phải quan tài không có bốn chữ trên đó nữa. Mình gọi là quan tài phải không? Bây giờ họ để họ chiết tự bốn chữ nè: thăng quan phát tài. Giờ sợ quan tài nữa không? À, thăng quan phát tài mắc gì sợ? Quan là thăng quan, tài là phát tài. Rồi nhiều khi người ta sáng sớm mà bể chén, bể dĩa, hay là chùa mới cất khánh thành chưa xong, bể chén, bể dĩa, cái sợ lắm. Bây giờ khỏi sợ nữa, mỗi lần nghe cái chén nó rớt cái bóp, hòa khai phú quý. Hòa khai phú quý. Có nhiều người á, người ta mời người mà bưng mâm quả đám cưới đó, cái bà má chồng bà ra bà đứng nha, sanh lão bệnh tử ba người này đi ra, trừ người sanh lại lão bệnh tử đi ra sao chơi, rồi bà đếm tiếp sanh lão bệnh tử người này ra sao chơi, rốt cuộc không biết bà đếm được mấy người. Thay vì mình niệm sanh lão bệnh tử, tại sao mình không niệm từ bi hỷ xả, phải không? Giàu sang phú quý, thiếu chữ để niệm. Ai cấm mình đâu? Phật dạy mình nè, niệm Phật, không niệm Phật thì niệm Pháp, không niệm Pháp thì niệm Tăng. Hỏi niệm Tăng là niệm sao? Tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia cắt ái tham tân dứt trừ bản ngã, lãnh phần độ sinh. Tăng là kẻ thừa hành giải thoát, hay là Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui? Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Giống như Pháp Hòa rài đây mai đó để nói chuyện Phật Pháp, còn ở có quý thầy đây thì gì? Niệm Phật. Quý thầy chỉ cho mình tu niệm Phật. Cho nên các thầy đều lãnh một cái trách nhiệm, lãnh một cái sứ mạng để làm cái công việc của mình, đó là gì? Lãnh phần độ sanh. Độ sanh thì cách nhiều cách độ, chúng sanh cõi này, phương quốc độ này thích niệm Phật, các thầy cho niệm Phật. Có một góc nào đó chúng sanh thích ngồi thiền thì có những thiền viện ta mở ra dạy cho ngồi thiền. Có những chúng sanh ta thích tu bát quan trai thì có chùa mở cửa tu bát quan trai. Vậy thì thưa đại chúng, tại sao phải mở nhiều vậy? Tại vì
không tu dạ đủ nó chết không có hành trang đi theo. Mà tại vì mình nói chết ta sợ, giờ mình lặng lẽ âm thầm chỉ người ta tu bằng hình thức là chuẩn bị hành trang về cõi Phật mà không có nói. Bữa nay nói cho đại chúng nghe, sở dĩ quý thầy mà cứ tụng kinh này kinh kia hết Địa Tạng tới Lương Hoàng, hết Lương Hoàng tới Biển Sáng, rồi niệm Phật này kia kia nọ, đó là chuẩn bị hành trang không chứ gì đâu. Cho nên á, Đức Phật dạy mình ở trong bài kinh này, khi ngày vừa tàn đêm vừa đến, các cái duyên nó sẽ mang đến cho mình một cái chết. Rắn cắn, bò cạp cắn, rít cắn, té chết, ăn uống chết. Có không? Có. Ăn nhiều khi bị sặc cũng chết. Ở bên Canada đó, những cái nhà dưỡng lão đó, nếu mình nấu một cái món ăn cho một người già thì mình phải múc một món ăn đó lại để trong một cái dĩa, bao lại cho kỹ càng, ghi tên của họ lên đó và cái ngày nào mình cho họ ăn, cất rượu lại. Nếu trong 3 ngày họ không có sao thì cái món ăn đó đem bỏ. Nếu trong 3 ngày đó họ có bệnh tật bất cứ chuyện gì thì món ăn đó sẽ được mang ra để thử coi có phải họ do ăn cái đó mà trúng hay không. Kỹ như vậy. Vậy thì rõ ràng họ cũng biết nhiều khi do ăn mà chết. Có nhiều khi uống chết không? Đâu phải sạc. Uống say xỉn té chứ. Đi say ngã gió, giờ uống rượu vô thì đi say ngã gió, đi xiên nằm bờ té bụi như điên khác nào. Loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao hương nhà. Nhiều khi té ở bên Canada đó, mùa đông là da đỏ chết nhiều. Da đỏ đó là những cái người, nước Canada là của người da đỏ. Rồi bây giờ chính phủ Canada nuôi họ, mỗi tháng họ lãnh một cái check 1,000-2,000. Họ lãnh tiền ra là 2 tuần lễ đầu là xài hết. Mà uống rượu dữ lắm, uống xong rồi té trong một cái đống tuyết, không biết ngồi dậy. Mà tuyết mà âm 20 độ, 30 độ, 40 độ thì chết. Cái đó kêu chết cắt. Tại vì chết xong rồi nước đá nó ướt luôn, không có uống nó hôi được. Chết cắt. Khi mà họ té, họ tết như vậy rồi thì tuyết rơi nó phủ lên người họ, không thấy. Tới mấy ngày sau bắt đầu nó tan dần dần, bắt đầu mới họ mới xuất hiện chết rồi đó. Cho nên quý vị thấy có nhiều cái chết lắm, có rất nhiều những cái chết. Đây ông Dượng Pháp Hoa mới mất cách đây 3 tuần lễ, không bệnh hoạn không gì hết. Ban đêm ông đi vô trong nhà vệ sinh, ông trợt chân té mà vợ ông nghe đó, nghe té cái rầm, bà chạy vô sóc ông lên là chở vô nhà thương này. Mấy phút sau chết liền. Thì thưa đại chúng là cái chuyện mà Phật nói đó không phải để cho mình sợ hãi gì đâu, nhưng mà để cho chúng ta thấy cái đó rồi chúng ta niệm cái đó. Niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ. Giống như mình nói mình niệm Phật chứ, nếu mình không nhớ Phật sao mình niệm được tên Phật. Thí dụ mình nhớ A Di Đà Phật cho nên mỗi lần niệm Phật đi con cái A Di Đà Phật, thì mình có nhớ mình mới niệm được. Cho nên quý vị có nhớ kinh, quý vị mới tụng kinh được. Quý vị có nhớ cái gì, quý vị mới niệm đó. Mà thay vì bây giờ, hồi xưa giờ mình niệm, thôi niệm Phật cũng còn đỡ nha, niệm Pháp cũng còn đỡ nha, niệm Tăng cũng đỡ nha. Có nhiều khi mình không niệm đó. Mình niệm cái cô đó của chửi mình vào lúc nào, của chửi câu gì, mình niệm mấy cái đó cho nên rồi rốt cuộc nhắc tới tên cô đó mình nhớ lên hết. Đừng có nhắc cái con đó chứ tôi nghe không. Mình nhớ cái cô đó, cho mình niệm cô đó thôi. Nó khổ cái người mà mình ghét, mình nhắc nhiều mấy nó chết đi. Quý vị để ý có phải không? Bởi vì cái tập khí của mình là cái gì mình không ưa, thậm chí cái người không ưa thì mình đâu có muốn nhớ, mà nó lại nhớ chứ. Xong rồi mình sanh đứa cháu ra, mình đặt tên ngay người đó luôn để chửi cho nó sướng. Có chú Phật tử nè, chú Vân nó quà, chú nói thầy ơi, con thương thầy lắm. Giờ con mới có đứa con đầu lòng mà giờ bác sĩ nói gái. Con muốn xin phép thầy, con lấy tên thầy đặt.
con gái mà đặt tên Pháp Hòa. Pháp Hòa nói dạ thì cái đó quyền tự do của mọi người, mà Pháp Hòa cũng biết lý do rồi, ông chửi tôi cho dễ chứ gì. Thế đại chúng, cái tập khí của mình là cái người mình không thương, không thích mình lại nhớ sao, nhớ dai, nhớ dặn như thế. Mà cái đó nguy hiểm lắm. Tại vì khi mà mình sắp sửa đi á, cái đẹp nó không có, nó có cái người đó. Người đó nó ngoắt, diss me. Cho nên mình nó hốt hoảng, mình la lên. Cho nên cái trạng thái mà la hoảng là tại vì những cái hằng ngày mình niệm không phải là niệm thiện, không phải niệm thí, niệm thiên, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, mà mình niệm gì? Niệm một ngạ quỷ, súc sanh, niệm tham, niệm sân, niệm si. Niệm cái đó, cho nên lúc sắp sửa mất, cái đó nó ra. Bị trong tâm mình hết. Cái gì mình chứa nó vô đây. Hồi nào dù có những vị chưa bao giờ biết Pháp Hòa là ai, bữa nay gặp được rồi là quý vị thâu rồi đó. Quý vị thu cái hình của Pháp Hòa vô trong tâm thức quý vị rồi. Mai mốt mà chỉ cần nói thầy Pháp Hòa là quý vị bấm nó ra liền, xô ra thầy Pháp Hòa. Cho nên cái bộ nhớ của mình, cái tàn thức của mình là cái memory của mình, cái gì thu vô đó. Mà bây giờ chánh niệm là để thu gì? Cái gì tốt mình phải thu. Giống như bây giờ quý vị chụp hình vậy đó. Chụp hồi cái tới hồi muốn chụp thầy đầy. Bắt đầu làm gì? Kiếm hình nào không thích mình xóa. Xóa để cho trong nó xếp cái khác vô. Technology practice. Những cái mà như vậy, những lúc mình xóa hình thì mình phải nhắc cho mình phải xóa một số ở trong tâm thức mình để mình có chỗ trống mình xếp cái thứ. Cái Phật dạy tiếp nha. Này các thầy, hồi nãy là khi ngày vừa tàn, đêm vừa đến. Bây giờ niệm lại. Này các thầy, khi đêm vừa tàn, ngày vừa đến, suy tư như sau. Các nhân duyên đem những cái chết cho ta rất nhiều. Con rắn, con bò cạp, con rít có thể cắn ta. Ta có thể mạng chung, ta có thể vấp ngã và té xuống. Thức ăn có thể làm cho ta mắc bệnh, làm cho ta có thể mạng chung, như vậy là chướng ngại. Này các thầy, tỳ kheo ấy ân cần suy nghĩ như sau. Bây giờ phải suy nghĩ tiếp nè. Ta còn những pháp ác bất thiện nào chưa đoạn trừ. Nếu mình suy nghĩ rằng nếu ngày vừa hết đêm tới, hay ngược lại đêm hết ngày tới, ta có thể chết do rắn rít nó cắn mình, do tá ngã nó chết mình. Thế thì bây giờ mình hỏi là mình còn cái pháp nào bất thiện trong tâm mình chưa đoạn trừ. Nếu lỡ mạng chung đêm hoặc ngày, chúng có thể là những chướng ngại cho ta. Cho nên Phật dạy đơn giản nhưng mà nó thiết thực, nó đúng lắm. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm đó, có một phẩm thứ 11 tên là Phẩm Tịnh Hạnh. Thì các vị mới thắc mắc là bạch Đức Thế Tôn, chúng con tu mà chúng con muốn tịnh hạnh đó. Tịnh hạnh là gì? Ứng dụng một số công hạnh để chúng con làm cho tâm chúng con tịnh. Phật dạy muốn tịnh hạnh dễ lắm. Thấy người ta mở cửa cái mình liền tịnh hạnh nha. Thấy người mở cửa cầu cho chúng sanh ra khỏi sanh tử vào nhà của Phật. Thấy người ta từ ở trong nhà bước ra đọc vậy, mà thấy người ta từ ở ngoài bước vô đọc lại. Thấy người bước vào cầu cho chúng sanh vào sâu trí Phật mà ra khỏi phiền não. Bây giờ Pháp Hòa nói này là quý vị sẽ thấy là Phật, mình sẽ thương Phật vô cùng. Tại sao mình tu hoài tu không chán? Mặc dù biết bao nhiêu thứ nó rủ mình mà mình vẫn xây nó được. Tại vì mình thấy mình thương Phật quá. Có những đêm vui Pháp Hòa đọc kinh mà Pháp Hòa có hoàn cảm xúc như thế là quý vị mà đọc cái phẩm tịnh hạnh, quý vị thấy thương Phật. Phật dạy nếu thấy người khỏe cầu cho chúng sanh, hãy dùng thân khỏe mà làm lợi cho đời.
Nếu thấy người bệnh, cầu cho chúng sanh biết thân là giả, đừng có nghi lộ. Mình thấy thiệt cho nên mình cứ nghe, mà biết lộn mà cứ nghe chứ nghe lộn. Có ai mà nghe trúng đâu. Động tới là nó mới vừa nghe lộn, ủa bởi sao biết lộn cũng nghe. Đánh là không bao giờ trúng, mà kêu đánh lộn. Biết lộn mà vẫn đánh, biết lộn mà vẫn nghe. Rồi bắt đầu còn chỉnh nữa, không sao, hột gà hột vịt còn lộn huống chi tôi. Phật dạy á, nếu như mà mình, xin lỗi đại chúng, nếu như mà mình khi mình đưa cái ống quần vào mình mặc, có bài kệ: trước hạ quần thời đương nguyện chúng sanh, cụ túc tàn quỷ. Tại sao mình phải mặc áo mặc quần để che thân? Vì mình biết xấu hổ. Thì nếu ai mặc áo mặc quần thì hãy phát nguyện rằng: xin cho con đầy đủ sự xấu hổ. Nếu con mặc áo mặc quần để che thân bớt sự xấu hổ, thì con cũng phải sanh tâm hổ thẹn với người và với mình. Mình thấy Phật suốt ngày suốt đêm tư duy đủ cách để hướng dẫn cho mình, thế thì tại sao phải quy y Pháp? Tại vì Pháp giúp cho mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Đó là ba đặc tính của Pháp. Hồi nãy mình nghĩ thấp quá, giờ mình nghĩ sâu. Thấy người qua cầu, cầu cho chúng sanh qua khỏi cầu khổ đến bờ an vui. Thấy người cắt hoa, cầu cho chúng sanh đẹp như đóa hoa làm lợi cho người. Cho nên Phật dạy thấy cái gì cũng đọc hết trơn, ngay cả cái câu tự quy Phật ấy, tự quy Pháp, tự quy Tăng cũng rút từ trong cái phẩm Tịnh Hạnh đó ra đó. Ba cái câu mình tụng, rồi ngay cả cái câu phúng kinh công đức thù thắng hạnh cũng ở trong kinh Hoa Nghiêm ra đó. Bây giờ mình tụng vậy để làm chi biết không? Để làm cho cái hạnh mình nó tỉnh. Thay vì mình nói vậy nè: thấy con nó đi, nhìn thấy phát ghét. Mắt gì ta đi, mình ghét. Bây giờ mình nói lại: thấy người đi được, cầu cho chúng sanh khỏe mạnh đôi chân, làm lợi cho mình. Có một chị Phật tử, chị nghe có bà nói cái này rồi, giờ chị tập. Chị thấy ai quét nhà, cái chị nói mỗi lần con thấy người ta quét nhà, cái con nói cầu cho mọi người ai cũng quét sạch hết phiền não. Cho nên quý vị không nhất thiết phải thuộc y chang câu đó, nhưng mà mình lấy được cái ý rồi, lấy được cái ý rồi thì bây giờ từ nay về sau mình thấy ai làm gì á, mình cứ đọc. Thí dụ như mình thấy người ta cài cái dây an toàn, mỗi lần xích beo á, lên xe cài dây, mình nói thấy người cài dây xe, cầu cho chúng sanh ai cũng giữ được tâm cẩn thận để không ai làm khổ lẫn nhau. Mình mà xích beo đàng hoàng thì bỡ đỡ khó. Ở Canada mà con nít dưới 18 tuổi mà không xích beo mà cảnh sát bắt được và phạt tài xế. Tại vì người lớn mà không nhắc con nít. Thí dụ vậy, thấy người lái xe ẩu, cầu cho chúng sanh người đừng có ẩu nữa để khỏi tốn tiền trả tiết kịch. Nếu lỡ mạng chung chết mà chết ngày hay chết đêm, chúng có thể là những chướng ngại cho ta. Biết được như vậy, tỳ kheo ấy tinh cần nỗ lực chánh niệm tỉnh giác, ngày đêm cần phải học tập cho các thiền pháp. Bây giờ mình quán, mình thấy ngày đêm mình cũng có thể chết, nhưng mà kiểm lại. Thường thường đó, mình mà biết mình nó mất, mình ít kiểm cái đó. Mình kiểm gì biết không? Di chúc nè, tiền để đâu ghi cho rõ nè, kêu con cái dặn cho kỹ nè. Mình lo mấy cái đó không có sao, nhưng mà thêm chút nữa đi. Cái chuyện mình lo bảo hiểm, lo này lo kia là đúng thôi. Người ta nói hùng chết để gia, người ta chết bảo để bảo hiểm là đúng mà. Mình có thể bảo hiểm đâu có gì sai. Nhưng mà với tinh thần của người con Phật, ngoài cái chuẩn bị những cái lặt vặt để người còn ở lại không có bị khổ lụy phân chia rồi ghi gỗ, mình sắp xếp cái đó được rồi đó. Nhưng mà mình mới được phần người ở lại, mà phần mình thì sao?
Còn văn minh thì là gì? Người sống thì ôm tiền mình xài, mình thì ôm mớ nghiệp mình đi. Cho nên rất nhiều khi cái số tiền của mình tạo ra mình để lại, biết đâu chừng cũng do mình tạo nghiệp mà có được của đó. Rồi bây giờ con hay là người khác hưởng cái đó, mà nghiệp thì mình lãnh. Cho nên bây giờ mình phải chuẩn bị, phải sám hối, phải tu tập để giải cái nghiệp đó. Còn nếu mình biết số tiền đó là không phải thiện lành tạo ra, thì phải dặn cho kỹ là nhớ chia bớt cúng dường. Còn nếu sợ con mình mà không giữ để mà cúng thì cúng trước khi mình để lại. Tại nhiều khi người thân mình tâm chưa phát, tiếc của ông có không cho, mình còn sống cho trước đi. Tại vì người sống thì xài tiền, mà người chết là xài phước. Mình còn sống là mình lấy tiền mình xài, nhưng mà tiền đâu có mua được. Ở chốn Diêm Vương không có cái chuyện gọi là mua chuộc hối lộ gì hết. Không có tình cảm. Đến khi chết xuống, người ta nói vậy đó để cho mình thấy cái hình ảnh đó mình sợ. Chứ còn địa ngục hay không là tự tâm mình hành mình rồi, chứ đợi xuống gì. Nhưng mà ta nói vậy để cho chúng ta chuẩn bị. Cho nên nhiều khi mình Phật dạy mình quán như vậy, coi cái gì chưa thiện trong lòng mình đó, trừ chưa. Nếu chưa trừ thì chúng ta hãy trừ. Mình ghét ai đừng ghét nữa. Tại vì mình nghĩ lại cho kỹ thì mình ghét người ta cũng 10 năm có rồi. Mình thì mỗi lần nhắc tên người đó là mặt mày mình nó nổi. Ta kêu nóng quá nổi mụn. Mình nóng quá mình nổi sân. Mà người ta thì vẫn sống bình thường. Rồi bao nhiêu cái nghiệp chướng mình tạo mà thường giận. Khi mình giận như nào, ít khi nào mình nói được cái lời thiện lắm. Phải phán mắng người ta câu đó, thế này thế kia mới được. Cho nên Phật dạy, cái nào bất thiện chưa đoạn tận, chúng ta hãy nên tinh tấn nỗ lực. Thưa đại chúng, tu hành là nỗ lực. Nhiều khi mệt lắm chứ, nhưng mà thôi ráng chút. Pháp Hòa hay vậy nè. Pháp Hòa mỗi lần Hòa lại Phật á, lại sám hối á, lại 100, lại 200, lại 300, lại gì, cái nhiều khi lại đâu được 250, nó mệt. Cái nó mệt cái mình nói, bây giờ mình vô mình nghĩ thì cũng được, nhưng mà còn có 30 lại nữa không ráng. Lỡ mà mình chết rồi mình 30 lại này không được làm sao. Ráng chút nữa cái lại xong 300 lại. Cái cách Pháp Hòa là vậy đó. Nhiều khi Pháp Hòa mệt quá mà Phật tử cứ yêu cầu này yêu cầu kia, mình nói Pháp mình ráng chút nữa đi. Thứ nhất là cái tình thương người ta. Thứ hai là mình không làm, lỡ mình chết rồi mình không được làm. Ráng chút, cái đó gọi là nỗ lực. Siêng thì mình có rồi đó. Nhưng mà đôi khi thân mình mệt mỏi, tâm mình sao xuyến theo cái mệt mỏi đó, cái mình không nỗ lực. Cho nên hãy tinh tấn là phải nỗ lực. Nhiều khi á, mình để cái đồng hồ reo ngồi dậy tụng kinh, mà tối hôm qua mình niệm cũng khá rồi, cho nên con mang ngủ đó, nó ngủ đi. Ngủ đi, thức dậy ngồi ngủ lên ngủ xuống cũng vậy thôi. Tu hành nhiều lắm chứ phải có bữa nay đâu. Cho nên nó có cách nó nói với mình hết. Nhưng mà cái con ma đó là con ma giải đãi. Siêng năng thì cũng có, nhưng mà giải đãi thì nó hơn. Cho nên thưa đại chúng, tu hành tinh tấn là phải nỗ lực. Hai cái đó nó đi. Mà cái cách Pháp Hòa nỗ lực là nỗ lực vậy. Nhiều khi Pháp Hòa đi đến đó đâu có chương trình, rồi chỗ này xin thêm chút, chỗ kia Pháp Hòa không nở từ trong ai hết. Rồi cứ vậy cứ nỗ lực, nỗ lực. Riết rồi mình cũng họ nổ. Thưa đại chúng, Pháp Hòa mới nói cho đại chúng nghe thế nào gọi là nỗ lực. Mà tu đó, thật sự mà nói, nhiều khi cái tâm tu mình có, nhưng mà cái chướng ngại mà chúng ta gọi là ma đó, nó nhiều lắm. Nó cản trở, nó ngăn che mình nhiều lắm. Mà mình không có khắc phục thì cái nỗ lực này nó vô ích. Cho nên tinh tấn là phải nỗ lực. Nỗ lực để làm gì? Phải chánh niệm tỉnh giác. Phật dùng từ rất hay. Thể tinh tấn là nỗ lực.
mà chánh niệm thì tỉnh giác. Ví dụ như Pháp Hòa mới nói, uống biết uống, ăn biết ăn, nhưng mà thiếu cái tỉnh thức. Có chánh niệm là ăn biết ăn, mà thiếu cái tỉnh thức là anh biết anh ăn, nhưng mà anh có biết rằng cái món ăn này nó không có lợi cho thân thể anh không? Có nhiều người ta quật ngược, ta nói tu thiền Phật dạy chánh niệm, ăn cái gì biết ăn cái này, thấy không? Tôi hút thuốc, tôi biết tôi hút nè. Tôi uống rượu, tôi biết tôi uống rượu là cũng chánh niệm mà. Nhưng mà anh tính chánh niệm thì có, mà tỉnh giác thì có. Trời ơi, Phật chậm hết rồi. Anh không có đường nào thoát tay Phật tổ hết. Cho nên Tôn Ngộ Không mà trí hóa cỡ đó mà thách đố với Phật tổ, mà cuối cùng ảnh tưởng anh vượt ngoài tam giới rồi, nhưng cuối cùng ảnh không lọt được bàn tay Phật tổ. Quý vị hiểu chỗ đó không? Cái ngã của mình nó lớn lắm. Mình nghĩ mình là Tề Thiên Đại Thánh, mình là Bát Lãm Quần Thư, nhưng mà rốt cuộc mình không thể thoát được ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức. Thông minh cái thế cũng mang thân ngũ quẩn nha, nghèo cùng cũng ở trong thân ngũ quẩn nha. Anh có tiền anh giàu có nha, mà anh ăn chơi nhiều quá là ngũ quẩn nó sụp đổ sớm nha. Cho nên anh không thoát được tay ngũ quẩn. Cho nên Phật tổ tụt xuống một cái, trí tuệ thông minh mà không tu tập thì cũng bị ngũ quẩn nó đè. 500 năm phải đợi thiện tri thức, tức là đường tăng đến gỡ lá bùa thì núi nó mới tung được. Có nhiều khi mình cố chấp đủ thứ hết, mà nhờ ai nói câu thôi, trời ơi mình đổ vỡ ra, hết buồn, hết giận. Có không? Có. Nhiều khi mình giận mà kêu giận cành hông, tức cành hông, nhưng mà người ta nói một câu mà nghe mình hiểu, giải tỏa. Cho nên cái câu nói đó là thiện trí thức. Thí dụ mình đang giận quá, cái người nói, thôi chị đừng có giận. Gì? Tại vì giận chết tới bà, thử cái chết tới bà đâu mà biết. Chứ không thích tới mình mới đâu biết đau. Nhưng mà mình phải ghi nhận người đó là thiện tri thức, đang vuốt ve cơn giận của mình. Tuy nó nghịch cái ý mình, nhưng người đó sẽ giúp cho mình thuận với cái tu, nghịch với cái mình đang giận. Nhưng mà cuối cùng người đó đưa mình vào cái quỹ đạo của tu hành. Còn khi mình đang giận mà người đó tăng thêm, thấy chưa, tôi nói rồi mà chị đâu có tin tôi. Vậy chị sáng mắt chưa? Trời ơi! Nói thuận cho cái giận mình quá mà. Nhưng mà cái đó Phật dạy rất rõ, đó là thuận duyên. Thuận duyên của giận tức của mình, nhưng mà nó lại là nghịch duyên, nó làm cho cái đường tu mình nó xa đi. Cho nên có nhiều khi mình đang giận mà người ta tưng bốc theo cái giận, nó vuốt chỗ mình càng giận thêm. Nghe như thuận, đó là thuận của giận, và cuối cùng nó lại là nghịch của tôi. Nhưng mà nếu mình đang giận mà tôi nói nghịch cái giận của mình, nhưng mà cuối cùng nghịch, nhưng mà rốt cuộc họ là người giúp cho mình thuận vào cái tôi. Anh muốn tu mà, cho nên muốn tu đừng có sợ nghèo. Muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà. Rồi nếu mà mình vừa dứt câu cái người thứ hai, chuyện gì nè bà coi đi, cái người thứ ba mà vô chế thêm chút nữa đó, cái đó cũng là duyên nha. Phật dạy cái đó là gì biết không? Đẳng vô gián duyên, liên tục không dừng. Mình đang giận mà người tới nói câu làm cho cái duyên giận mình tăng lên cao độ, đứt mạch máu. Hỏi tại sao đứt vậy? Tại giận. Ổn quá. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa quán, trời ơi, mình là người mà sao giận. Tới hồi giận quá cái mình thấy, nếu bây giờ mình tức quá mà lỡ mình cao máu mình chết mà đọc tiểu sử, cả cuộc đời thầy tu từ nhỏ tới lớn, cuối cùng thầy giận đệ tử từng mạch máu chết. Ôi trời đất ơi, cái này mắc cỡ lắm, không được lắm. Cho nên giờ quán vậy đó, cái Pháp Hòa ngồi xuống, hồi nãy giận lắm muốn xuống tháo quát một trận,
nhưng mà nhớ trực lại, nếu mà mình đứt xuống mình, nhiều khi mình đứt mạch máu chưa đứt, nhưng mà đứt cái tình thầy trò. Cho nên nhiều khi mình chưa đứt mạch máu, nhưng mình đứt cái tình nghĩa với nhau. Thôi ráng dặn xuống chút, để cái dây liên hệ này nó không đứt. Kẻ thù ta đâu có phải là người. Giết người đi thì ta ở với ai? Kẻ thù ta chính là tham sân si. Tại sao mình sân? Tại vì mình nghĩ mình đúng. Người ta không làm đúng ý mình là mình sân. Tại sao mình sân? Tại vì mình không hiểu. Mình làm được vậy thì người khác cũng làm được, mắc cái gì si? Do si mới dẫn. Cho nên rốt cuộc rồi, tham sân si nó là cái chi phối. Nếu mình không có vô minh là mình minh. Mà minh thì sao? Đâu có vậy. Cho nên Tôn Ngộ Không nghĩ mình giỏi, muốn làm Tề Thiên Đại Thánh bằng ông trời, rồi muốn được một cái chức ở cõi trời. Tại vì mình nghĩ giỏi mà mình làm việc ở dưới đất không chịu, lên ông trời làm chức. Ông trời hết chức rồi, ông trời hỏi như ở đây mình còn chức gì không? Nếu còn chức giữ ngựa, Mã Ôn Hầu. Trời ơi, nghe chữ hầu, ôn hầu khoái quá, nhận chức liền, cởi ngựa đi lung tung hết. Cuối cùng thì mày chỉ là một cái chức giữ ngựa bé nhất ở trong này thôi, lên bậy ông trời tiếp. Quý vị nghĩ có phải mình không? Cho nên Tôn Ngộ Không cũng là mình, vì Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho sân. Bát Giới là tham, Sa Tăng là si. Tham sân si là đệ tử của Huyền Trang. Mà Huyền Trang là một con người bình thường không biết gì hết. Mình có phải là Huyền Trang không? Mình là Huyền Trang, một con người bình thường không phân biệt gì hết. Nhưng mà trong mình có tham sân si không? Mà tham sân si phải là đệ tử của mình không? Phải. Cho nên nó theo mình đi tỉnh kinh. Đi vô chùa mình tu tham sân si đi theo không? Đi theo. Không biết kiếm chỗ cho nó ngồi là nó tung hoành rồi nha. Nó mấy bà gian ra để tôi. Nó nói vậy đó. Cho nên hôm nay mình học được cái bài niệm chết, để không phải sợ hãi, không phải buồn rầu, mà không phải tiêu cực, mà chính là một cái gì tích cực vô cùng. Ai rồi cũng sẽ có một cái nhất kỳ sanh tử. Nhưng chúng ta phải làm một công việc là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Một cái chết không thể nào ngờ. Có những đứa ngày xưa quý vị biết, biết nó hồi nhỏ, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Vậy mà bây giờ nó tu 180 độ, 360 độ. Quý vị có từng thấy những người vậy chưa? Cái người đó là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Con người dở ẹt của ngày trước chết rồi, con người hiện tại là con người đang sống tích cực. Cho nên nếu mình lỡ là người xấu, đừng có tự giận chết, nó không giải quyết được gì. Mà hãy để cho con người đó sống, xấu đó chết đi, để chúng ta nhận lại một thân, một con người hoàn hảo, có tu tập, có chánh niệm. Rồi cũng như hồi nãy mình nói, Phật dạy chánh niệm là làm gì biết nấy. Nhưng chánh niệm mà phải có tỉnh giác. Đừng có nói Phật dạy ăn gì biết nấy, cho nên tôi uống rượu, cái tôi biết tôi uống rượu. Là chánh niệm thôi. Hút thuốc biết hút thuốc. Đánh bài biết đánh bài là chánh niệm rồi gì nữa. Nhưng mà anh không có tỉnh giác. Anh không có tỉnh giác để anh biết rằng hút thuốc vì phàm phải khổ thân. Tim gan phèo phổi cháy tiêu dần. Bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Cho nên chánh niệm thì phải tỉnh giác, mà tinh tấn thì phải nỗ lực. Niệm chết như vậy sống vui không? Một ngày sống được thấy chánh pháp, còn rồi chết còn hơn sống trăm năm không thấy lẽ nào. Cho nên người xưa mới nói, triêu văn đạo, tịch
tử khả hỷ, sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Nghe được đạo lý rồi chết còn hơn không nghe được đạo lý. Cho nên quý vị nhớ nè, ở đây có ai coi phim Cô Gái Đồ Lông chưa? Lúc mà các môn phái kéo lên Võ Đan để mà thanh toán gì đó, thì lúc đó Trương Vô Kỵ được sư tổ truyền võ nghệ. Truyền xong rồi giờ Trương Vô Kỵ nói: sư ông sư tổ ơi, con bây giờ con nhớ rồi, con nhớ gì đó. Cuối cùng nó nói: sư tổ ơi, con quên chín phần, con quên hết trơn hết trọi rồi. Sư tổ nói: khá lắm, khá lắm. Tại sao quên hết mà lại khá? Chính khi mình quên hết thì lúc đó mình mới có tất cả. Diệt được cái ngã rồi thì ai làm được gì mình? Mình mà vô ngã tao quánh mình sao trúng? Còn mình còn ngã tao quánh cái nào mình cũng chết hết. Thí dụ đó, tôi là trụ trì, cái nó quánh trụ trì cái mình khổ. Tôi là không là gì, tôi là đầu bếp, tao đuối mình không cho mình làm trụ trì xuống nấu ăn của hạnh phúc như thường. Cho nên mình không là gì, mình mới là tất cả. Còn mình là cái gì rồi thì ai dám kêu mình là gì nữa. Cục bột nếp mà nắng ra nhỏ nhỏ kêu sơn nước, có miếng nhân đậu xanh kêu trôi nước, nhỏ nhỏ kêu chè ỉ, thêm nhân mặn đậu xanh nước cốt dừa kêu gì ít trần. Cũng cục bột nếp đó mà thả vô nước có đậu xanh ăn ngọt ngọt kêu gì sôi nước, nhỏ nhỏ kêu chè ỉ, khô rang ăn nước mắm kêu bánh ít trần mà cũng ảnh thôi. Thôi được chưa? Thôi hôm nay cũng vào thăm đại chúng, quý vị niệm Phật tốt. Bây giờ Phật dạy mình 10 niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm hữu tức, niệm hơi thở, niệm vô thường, và cuối cùng là niệm chết, niệm tử. Mà niệm tử để làm gì? Để chúng ta sống cuộc đời an lạc thảnh thơi. Chết không sợ, không buồn, không oán trách. Chết mỉm cười với nghịch cảnh trong gai. Chết nhẹ nhàng như rụng cánh hoa mai. Chết tự tại như những người đang chết. Chết là chết, nhưng mình đâu có chết. Chết là đi, nhưng chẳng có biệt ly. Bây giờ Pháp Hòa nói Hòa Thượng Viện Chủ ở đây, Ngài đi rồi, nhưng mà mình có biệt ly với Ngài không? Không. Sự nghiệp của Ngài, kinh nhật tụng mà Ngài soạn, không phải bây giờ chùa Phật Tổ tụng nữa, mà hầu như các chùa ở hải ngoại cũng như trong nước, chùa nào có khuynh hướng tụng kinh tiếng Việt là đều dùng cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Khai Sơn. Ngài có biệt ly với mình không? Chết là đi, nhưng chẳng có biệt ly. Ra đi về cõi Di Đà. Chết không sợ chết, mà cũng không hề có chết. Có chết đâu. Hoa này nó chết, nó rụng xuống rồi nó trở thành phân bón, nó nuôi tiếp tục. Tức là bây giờ quý vị nhìn ông bà tổ tiên mình đi mà có đâu có biệt ly. Bàn thờ tổ tiên mình còn mà. Rồi có đứa nó giống ông nội, có đứa nó giống ông ngoại, có đứa nó giống ba, có đứa nó giống má. Mình nhìn hết cả nhà mình người giống một chút, có biệt ly gì đâu. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Mà nếu có đi là đi về cõi Di Đà. Không sợ chết mà không hề còn chết. Còn nếu sống, sống thì phải không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến những dòng đời vạn biến. Đó là sống. Còn nếu chết, chết không sợ, không hờn, không oán trách. Trách gì nữa, làm xong hết rồi. Quý vị nhớ trong kinh diễn tả các bậc mà A-la-hớn mà bước đi nó làm sao? Các vị này các lậu đã tận, việc lợi mình đã xong,
các ngài ra đi như củi, củi gì? Củi hết lửa tắt, tức là chuyện bình thường. Củi mà hết tất nhiên lửa phải tắt. Mình không bệnh gì hết á, nhưng mà cái bộ máy cơ trong mình già đến lúc phải tắt rồi. Bây giờ nha, máy móc ở đây người ta không có làm lifetime guarantee nữa. Máy gì làm có 5 năm, 10 năm thôi rồi phải bỏ cái đó mua cái mới. Giờ họ thâm nhập đạo Phật rồi đó. Không có gì mà guarantee lifetime. Thâm nhập đạo Phật. Các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Cho nên khi mình thấy được như vậy thì chết nhẹ nhàng như lụng cát thoải mái, chết tự tại như những người đang chết. Chết là ở nhưng mình đâu có hết. Chết là đi nhưng nào có biệt ly. Ví dụ bây giờ mai mốt hoặc là chết không còn có biệt ly với quý vị. Mấy trăm bài của Pháp Hòa DVD có biệt ly gì đâu. Pháp Hòa chưa về Việt Nam nha, 30 năm nay chưa hề về Việt Nam. Nhưng mà Pháp Hòa đã về rồi. Mình không về bằng báo thân, nhưng mình về bằng cái gì? Pháp thân. Quý vị nhớ mỗi người mình có ba thân phải không? Cái thân hiện hữu này nè, cái thân lùn cao mập ốm này nè, cái thân này gọi là báo thân. Rồi chúng ta dụng cái báo thân này linh động bằng mọi hoàn cảnh của sự sống. Chúng ta đang ứng dụng cái gì? Ứng thân hay là hóa thân. Giống như Pháp Hòa qua đây hóa thân ở California 4 ngày. Sáng Chủ nhật sẽ hóa thân ở Canada. Có một cái báo thân này mà hóa đủ chỗ. Tuần rồi hóa 4 thành phố. Edmonton, bay qua Toronto, Boston, New York, Missouri. Cũng cái báo thân này mà hóa thân vậy đó. Nhưng mà hóa thân mà không buồn khổ gì hết. Trời ơi, holiday người ta ở nhà ta xung họp, còn mình cứ xách giỏ đi lên thân ngồi cái trường. Buồn lắm. Mà không có buồn, mà nếu có buồn thì sao? Buồn ơi, ta xin chào mi. Buồn ơi, ta xin chào mi. Hello my sadness. Làm tăng sĩ thì bốn phương trời rảo bước, không tình riêng, không ràng buộc tình đời, đem từ bi trang rãi khắp muôn nơi cho nhân thế vơi đi bao sầu hận. Làm tăng sĩ là lang thang khắp chốn, lúc chỗ này lúc chỗ nọ, lúc ốm đau, lỡ bệnh dọc đường thì uống thuốc có sao. Sẵn mình có cái đồng xu cạo nhớ chứ chai dầu vô restroom cạo cho nó sướng khỏe. Quý vị lục võ qua lúc nào cũng có chai dầu với cái đồng xu cạo gió. Mà nó khổ nổi, mấy thầy cũng không tha cái đồng xu đó luôn. Đi tới đâu mấy thầy bệnh cái nó để con cạo gió cho thầy cạo thì nó sao cái này cạo sướng quá vậy. Cho tôi đi, đồng xu cạo gió cũng lấy luôn. Nhưng mà hạnh phúc là sao? Người ta thích cái của mình. Cho nên nếu như mình không phải là cái người mà người ta dụng được thì ta dụng chi? Cho nên lỡ ai có nhờ giả mình nhiều á, lúc bực lắm, con họ không sai, họ có sai mình hoài à. Nhiều khi mình nói vậy phải không? Không sao, còn khỏe thì cứ làm. Có nhiều lúc mình bệnh mình nói trời ơi, ước gì tôi khỏe, ai nhờ cái gì tôi cũng làm hết. Đúng không? À, có những lúc mình bệnh cái mình nói trời, tôi một khỏe rồi tôi về chùa tôi làm hết chứ. Nhưng mà lúc mà mình khỏe tao cũng làm đó, tại sao tôi? Thôi thì hôm nay gặp đại chúng không gì hơn là đãi quý vị một bài kinh của Phật. Trong 10 niệm, đây là niệm chết mà Đức Phật có dạy đi một bài kinh về niệm chết. Này các thầy, khi ngày đã hết, đêm tới thì các thầy hãy quán niệm. Nếu lỡ mình chết do rắn rít, bò cạp nó cắn hay té ngã mà chết, rồi nếu như đêm hết ngày đến rồi mình đuổi mình chết là do rắn rít bò cạp nó cắn chết, ăn uống trúng độc chết. Nhưng mình hãy quán lại, nếu ngày hay đêm lỡ mình chết thì mình được cái gì? Pháp bất thiện trong lòng mình trường chưa?
Nếu chưa đoạn trừ hãy đoạn trừ. Cho nên nếu tâm mình an nhàn thì mình sẽ đi trong nhẹ nhàng. Cho nên quý vị, mình muốn chết dễ thì hiện đời mình sống hãy nên dễ với tất cả mọi người. Mình mà dễ dãi đi cũng sẽ dễ dãi. Đó là điều chắc thật. Và nếu mà mình làm sao mình biết mình không có dư nghiệp? Mình cũng có cái dư nghiệp của mình. Cho nên hãy thường xuyên sám hối, đừng có bỏ sám hối. Tu thiền, tu niệm Phật, tu trì chú, bất cứ tu pháp môn gì không thể thiếu sám hối. Tại vì thiếu sám hối thì các đường tu đó mình chọn nó trở ngại. Quý vị ăn cơm chiên, ăn cơm trắng, ăn cơm gì cũng sao, phải nhớ có chén canh. Tại vì chén canh là sám hối. Chén canh nó làm mình dễ nuốt, nó làm mình mát sau bữa ăn. Cho nên nấu gì nấu phải có miếng canh, phải không? Tu cách nào tu phải lại sám hối. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm. Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Ngàn xưa mây bạc vẫn thông dân. Chúc đại chúng thông dân. Nhưng mà đại chúng ta hồi hướng. Kali nó thấp quá. Pháp Hòa nhớ ở đây là Kali chứ đâu phải ca thầy. Mà đi đâu cũng kêu ca thầy quên mình đang ở Kali. Tại vì đại chúng ta hồi hướng cho đi nha. Nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chứng minh liễu khổ, nguyện chướng bất tiêu trừ.
Nếu mà cô nói trước, phá quà xem em. Trời đất ơi, lại đi giảng sách cái áo theo. Bưng ra nó tao nói mình nổ nữa. Không có bao giờ đi giảng mà đang hết. Trời ơi, coi ở đâu quá. Biết cãi lộn mà cũng cãi. Ở chùa có ba có. Dạ. Nhưng mà không có đi. Tại vì ta nói đại gia cũng nhiều mà đại bác cũng lắm. Giờ quý vị muốn nghe hát phải không? Dạ. Ráng vận dụng hơi tàn của đêm cuối. Cái này là đem hơi tàn bến ngự ra. Quý vị muốn nghe gì? Giờ quý vị muốn nghe nghe dặn cổ Bù Lon. Tao có bài hát bài muốn nghe ngoại hay muốn mẹ. Quên cha rồi. Tao có bài hát quý vị nghe bài quê ngoại nha. Rồi. Đứng lên đi. Thứ tết nó có nhiều mà. Chiều chiều ra đứng cửa sau trông về quê ngoài ruột đau chín chiều. Nhiều đó thôi là quý vị thấy cái tình của người tu chưa? Người hát là người đỏ. Quê của bà tôi nằm xa chân trời mờ mịt mây, không biết có chờ mong người cháu ngoại muốn quay. Lối mòn cũ cỏ lau dày đặc, đường vào làng đã gáy nhịp cầu ké. Tôi ra đi khi quê ngoại còn vui, có hàng cao say trái, có bờ lúa xanh tươi bên mấy ngọc trầu vàng. Có bóng ngoài tôi đầu bạc lơm khơm, đang cầm củi trong miệng rầy chó mắng mèo chửi dịch, rồi lại vào nhà lấy thóc cho ăn. Chửi mà thương chứ đâu phải ghét chê, tánh mộc mạc thương con thương cháu. Bóng hình xưa còn in trong tâm não, cho đến trọn đời tôi không thể nào phai. Ngoài tôi nhà nhỏ xíu xíu, không nhiều tiền bạc mà nhiều trầu cau. Trải qua mấy cuộc bể dâu, buồn cau hên trái giường trầu heo dây. Chắc bà cũng muốn gây lại giống trầu cao để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đượm nghĩa cao trầu. Nhưng có
thấu sâu. Nếu trồng được chi trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, lạc tình lạc nghĩa lạc màu son tươi. Đường về quê ngoại xa xôi, lòng buồn cao mang nặng tình tôi thương bà. Rồi mời đại chúng nghe bài Em Chưa Từng Thấy Phật. Em chưa từng thấy Phật, em chỉ biết hình thôi. Nhưng có nghe thầy dạy Phật thì ở trong tâm. Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình, thầy chắc chắn có pin không vậy? Dạ có thưa thầy. Thầy hết pin mà thầy hát cũng vẫn còn ngọt ngào. Giờ ăn bún bò Huế, bún Huế Phật Tổ. Dạ không, tí xin mời hát lại nha. Em chưa từng thấy Phật, em chỉ biết mình nhưng có nghe thầy dạy Phật thì ở trong tâm. Phật thì ở trong tâm, ở trong tất cả mọi người. Nếu ai sống cho riêng mình thì Phật ẩn đi thôi. Nếu ai sống cho muôn người thì Phật hiện nơi nơi. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy biển thì rộng hơn sông. Biển thì rộng mênh mông, bao la biển xanh mặn nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mênh mông. Bây giờ quý vị phải trả lễ, tại vì đây là giờ phút có quà trả thù. Bây giờ ai muốn hát? Dạ mời con. Mô Phật, ông đạo thầy Thảo Nghiến. Nhớ thầy. Cái bài ca thầy, bài ca thầy rung quá. Nhớ nghe ba lòng hát cho nó này. Nam mô Di Đà Phật. Nhớ cái đầu thì nhớ. Nhưng mà con sẽ trình bày một con khổ tiếp bị cái chết. Thank you.
dạ con xin ca một bài ca câu đường cổ này của vợ của Lưu Tịnh Phạn, tức vào Hoàng hậu Anh Gia. Dạ, khi nghe tin ông Atila phán một câu là bà sẽ chết trong 7 ngày khi sinh Đức Phật ra đời. Bệ hạ, bệ hạ ơi, bệ hạ không biết gì sao thiếp vẫn con băng băng vì mãi này thiếp chết. Dù mãi đây thiếp xa quân vương người chồng đầy lòng nhẫn ái và xa đứa con yêu vừa mới ra đời. Chuyện tự sanh mấy ai tính ra được bao giờ, hơn nữa thiếp đã hưởng được nhiều ẩn quê mấy mươi năm dài, được sự đối tượng của thiên nhân mấy mươi năm trọn nghĩa tàu căng, thích chẳng một ngày rơi vào cảnh trăng đơn cuối lành. Gấm lụa nhựa xe cổ dây gấm nhiều, có thiếu thì đâu nhung gấm lụa là. Bệ hạ ơi, nếu thần có chết đi thì dĩ mộ sẽ lên thay thế, và bệ hạ sẽ vì nhân vì đức dìu dắt con đường nhân đức từ bi. Thầy giờ Phật xin thỉnh thầy trụ trì đáp lễ. Thôi ngồi đây. À, Di Đà Phật thường tỉnh thì không có biết hát. Không, không mời thầy ca chứ không mời thầy ca. Vì hẹn thầy làm sao đi. Sư đệ con ở nhà thì sư đệ con sẽ đáp lễ. Mình hới mới học bài chết mà hẹn cái gì. Dám thầy nói à gì đâu hết. Thôi thầy hát nhạc Đức cũng được. Rồi Đức khúc nào thầy rap khúc đó. Gần thầy con rung quá. Không phải một câu nhưng mà bây giờ con rung quá. Cho bỏ cái tội kèo này. Con quá manh tinh kiếm miết. Cũng xin bí mật mí cho thầy biết là tại người nhà thầy xì ra. Thầy xì ra thì con từ nhỏ đến lớn thì không có thấy. Khỏi sợ. Nhưng mà hồi xưa nó cứ nghe cái bản Lan Nhà Điền đó. Khúc này nó nhảy qua khúc kia. Thì đã nói là hát nhạc rap mà. Giờ thì con hát được đến đâu thì hay đến đó. Nếu mà quý Phật tử nào mà thuộc con thì hát theo. Nhiều khi hát không hay, hát không có nhớ đó thì quý Phật tử cũng thầy cũng bỏ qua cho con Di Đà Phật. Không bỏ qua làm gì nhau. Dạ thì thường định cũng xin hát một bài, nhưng mà bài
và đi. Mà thầy muốn làm lan hay làm lợi? Thôi thầy muốn làm lan làm đẹp gì cũng được. Chỉ có làm lan thầy làm đẹp. Quý vị có thấy là thầy thường tỉnh cho mấy bà ăn ảnh không? Vì vậy không, không có làm mất thời gian của thầy cũng như quý đại chúng. Thì con cũng xin mạng phép hát. Nãy giờ chưa hát hoài mà thấy. Bạn Nung chưa chuẩn bị. Dạ. Quý Phật tử lắng lòng nghe. Giọng ca chưa lên mà đã sống. Rồi quý Phật tử ngồi xếp bằng chắp tay lại. Điệp ơi mai đen lên chốn thành đô, nhà sẽ rực rỡ. Xin đừng quên bên đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em dò dò mong chờ. Xin đừng quên người em bé nhỏ dài khờ, đây chút tiền mòn từ lâu em dành dùm, xin anh làm đồ. Mai một đây nếu danh phận có rõ ràng, xin chớ phụ bàn tình xưa duyên cũ. Con mà rốt cuộc mọi người cũng thấy con ngồi đây, yeah. Nhãn căng con hết rồi, con chỉ thấy quý vị bằng con tim thôi. Thành ra con là một người rất là thích âm thanh, tất cả những rung động của âm thanh và tất cả những sự kết hợp của con người bằng tất cả những dụng cụ để tạo ra những âm thanh rất là hay. Thành ra con có cái cơ duyên để trở thành một nhạc sĩ và cũng là một Phật tử, nên con có sáng tác một số nhạc phẩm cũng có đạo vị. Hôm nay con gửi đến quý vị một vài câu trong cái nhạc phẩm gọi là Yêu đời, đời sẽ yêu ta. Tâm
xanh, dẫu ngoài trời răng răng mây xám, tâm không nghèo lo giữa nẻo đường sinh tử lanh quanh. Tôi đi vào chợ đời giữa bón chen người mua kẻ bán, giữa mất còn người thua kẻ thắng. Tôi thấy lòng mình giống chơi, vì ta yêu đời, đời sẽ yêu ta. Ta quên người thì người sẽ quên ta. Tâm an bình thì đời có yên vui. Lẽ sống một đời có thế thôi. Yêu thương thật lòng để đời sống thăng hoa. Xin đem hận tù đổi lấy thứ tha. Xin được làm hòn đá nhỏ nhoi để mình xây đắp yên vui. Xin cảm ơn quý vị để nhiều người cũng được hát đấy. Rất là hân hạnh được gặp thầy Đại Đức Pháp Hòa ở đây, nghe danh tiếng thầy lâu lắm rồi, bữa nay mới được nghe giọng anh vàng của thầy. Mà hồi nãy như con bắt hồn thầy đó, mà đắt con thô băng lạ hết rồi. Cảm ơn anh. I got you. Thank you. That's my pleasure.